Phật hiện thân ở đời như hoa ưu đàm bát, vạn vật đều vô thường. Lời dạy cuối đừng quên, Phật hiện thân ở đời. Tiếp tục để bác Niết Bàn ha. Biết cái vị tới đâu, Niết Bàn tới đâu luôn. Học cái phẩm phẩm danh tự công đức. Trang 217. No. Không hiểu là được rồi đó. Thì bữa nay chúng ta học hai cái vị nhớ cái từ mà danh tự công đức nha. Học Đại Bát Niết Bàn có nghĩa là học trên cái bản thể, trên vô vi, mà tại làm sao ở đây gọi là danh tự công đức. Danh tự công đức là thuộc hữu vi, đúng không? Thì quý vị thấy rõ ràng cái này nó nghịch nhau đúng không? Nhưng mà quý vị đừng có hiểu cái từ có nghĩa là danh tự công đức á, là có nghĩa là cái công đức trên cái danh từ. Mà ở đây sẽ phân tích cho vị thế này, cái chỗ này có cái đoạn này nè, để cái vị hiểu cái từ mà tại sao cái từ danh tự công đức này. Thế vị có thể ghi cái đoạn này nè. Cái từ Đại Bát Niết Bàn được hiểu như thế nào? Là Đại Bát Niết Bàn có nghĩa là chúng ta phải hiểu cái từ sống trúng, sống hợp, sống tùy thuận chân lý, sống đúng. Cái từ Niết Bàn đó ha, từ Niết Bàn hay là Đại Niết Bàn, quý vị hiểu được nghĩa này: sống trúng, sống hợp, sống tùy thuận chân lý, là sống trong Niết Bàn rồi. Quý vị co thử có mấy từ gì đó mà chúng ta có hiểu được, chúng ta có đang thực hiện cái từ Niết Bàn không? Hả? Thì phải cố gắng thôi chứ. Cái sướng hễ trong trúng là tốt rồi. Thứ nhất, ủa, được chưa? Đọc lại phải không? Cái từ Niết Bàn đó phải hiểu, được hiểu là sống đúng, sống hợp, sống tùy thuận chân lý, là sống trong Niết Bàn rồi. Phân tích từng ý ha. Sống đúng là sống làm sao? Gần như chúng ta Đức Phật gọi là, chúng ta gọi là bị gì? Điên đảo. Sống có trúng. Cuộc đời này chúng sanh hữu tình là gì? Sanh già bệnh chết mà có chịu không? Đi chế ra cái thuốc trường sanh bất tử, có chế ra được chưa? Chế ra cái thuốc để kéo dài cái mạng sống đâu có ai, sao chưa chết không? Có ai sống dài 3.000 tuổi chưa? Hả? Thì rõ ràng, quý vị thấy rõ ràng là sống không có đúng. Bây giờ cái từ Niết Bàn là cái trước tiên là bị sống đúng, sống hợp, sống tùy thuận chân lý. Tùy thuận có nghĩa là sống đúng theo cái quy trình của nó. Nếu là chúng sanh hữu tình là gì? Sanh già bệnh chết. Sanh thì ai không ưa phải không? Thích đúng không? Già có thích không? Không thích có nghĩa là không tùy thuận đấy. Đúng rồi đấy. Gần như ai cũng vậy, trong riêng một người đâu. Ở đời nhiều hơn người ta không có chịu với tuổi già. Mà bây giờ làm sao tùy thuận cái giai đoạn già là nó phải chịu vậy? Nó phải gì? Mắt phải mờ, tai phải điếc, hay quên. Đúng rồi, hay quên đó. Được quyền đúng rồi. Phải vậy mới được, tùy thuận là vậy đó. Tùy cái tuổi này nó phải quên nè. Nó phải thấy mập mờ vậy đó. Nếu mà cái vị đứng trước mà cái vị thấy mập mờ mà cái vị không bực bội đó, là cái vị tùy thuận đấy. Mà cái vị thấy mập mờ, điếc mà nghe không rõ mà bực bội đó, là cái vị không có tùy thuận. Hay lắm à.
không phải nói vậy là đạo Phật chúng như ba phải. Bây giờ cái vị có bực bội cũng vậy hà, nó già thì mắt nó mập mờ, tai nó điếc lãng vậy thôi hà. Dầu nó muốn nhớ thì nhớ, nó muốn quên thì quên à. Mà bực lên là chỉ có bất an thôi, không được cái gì hết. Cái đó rõ ràng đấy. Thì ở đây rõ ràng cái từ mà sống nó tùy thuận chân lý, sanh già bệnh, bệnh đừng có phàn nàn. Phải nói là cái thời đại này chúng ta có cái mình gọi là cái phước thì nó cũng đúng đó. Nhưng mà có nghĩa là cái hoàn cảnh chúng ta sống tốt hơn. Hồi xưa cái thời ông bà rồi đó thì cái văn minh nó chưa có, cái ngành y nó chưa có phát triển tốt. Gần như những cái căn bệnh đau đớn á, chúng ta không có thuốc để uống nó giảm. Còn bây giờ ví dụ như chúng ta bệnh nặng gì đó thì chúng ta có thuốc uống cho nó làm chúng ta bớt đi đâu. Thì rõ ràng trong cái xã hội, cái thời đại này chúng ta được cái quyền đó. Nhưng mà bệnh á, đừng có trách nó nữa. Hiểu đạo dùm. Chiếc xe mà nó cũ rồi á, hay nó muốn chạy chạy, nó nghỉ à. Hiểu như vậy đó, nó khỏe. Lúc mà nó chạy ngon thì quan hỷ. Còn lúc nó ì ịch đó, thì cũng quan hỷ với nó à. Lấy thuốc uống vô. Hả? Không có chuyện thay thế mới theo quy luật, nhưng mà đang tùy thuận cái giai đoạn thứ ba sanh già bệnh á, lúc đó không có tự mà nín thở chứ mà chết được đâu. Mà nín thở chết đó là mình sát sanh á. Cứ tùy thuận cái giai đoạn già là nó phải nó bệnh nó phải vậy đó. Hễ nó đau lưng thì kiếm thuốc uống, thuốc dán vô à, nó bệnh gì mua thuốc uống vô là quý đầu quan hỷ dùm. Bây giờ cái vị có la làng thắt đắt đi nữa nó cũng đau à. Nhưng mà nó làm nhăn thêm cái đau đớn bên nữa. Là rõ ràng chúng ta không có tùy thuận. Rồi đến cái giai đoạn chết thì đây cũng thưa. Cái vị co lại cái quy luật mà cái chân lý nó không có từ ai đâu. Có dày, có kéo cỡ nào nó cũng thêm chút đỉnh thôi. Về mà chết đó là chúng ta cứ đưa thuốc này vô, rồi đưa dây, đưa nhợ, rồi vô kéo tới kéo lui rồi. Kéo thêm mà sống cái cuộc sống gần như của thực vật. Thì quý vị thấy cái cuộc sống mà như thực vật và chết đó thì cái nào hạnh phúc hơn? Cái người mà bệnh là ta đang đau đớn mà nằm trong cái trạng thái đó thì vì đâu cảm nhận được. Quý vị nhớ ha, cái cơ thể chúng ta nó còn cảm nhận được, có nghĩa là giữa vật chất và tinh thần nó liên kết với nhau. Hai cái này nó tách ra thì gần như nó hết tác dụng, nó không có nhận thức được. Thì cái người bệnh mà đang sống thực vật đó, người ta vẫn còn cảm nhận đau đớn. Rồi cái người mà sống mà chăm lo đó có khổ không? Nhưng mà cái bị hiểu là Phật mà, Phật chỉ rồi. Chết rồi không, chưa có chấm dứt đâu. Còn sanh đi tử lại hà. Cứ để nó đi một cách tự nhiên nha. Cái này có nhiều vị giống như trong gia đình á, có người thân mà giống như bệnh nặng á, mà giống như đang thở oxy, mà chúng ta cứ tìm mọi cách mà gần như bác sĩ người ta nói là thua rồi, cả nào người ta cũng không có cứu nổi nữa, mà giờ thở bằng oxy mà giữ hết năm này tới năm kia, thì cái này chúng ta học đạo chúng ta phải mạnh dạn lên. Mạnh dạn nghĩ là ông bà gia đình chúng ta chết là không có chấm dứt được đâu, còn tái sinh lại. Nhưng mà người thân chúng ta nằm trong cái trạng thái đó cũng không hạnh phúc đâu. Cho đó cái vị xác định cho kỹ, và cộng với cái khoa học của bác sĩ đó cho chúng ta thấy rằng cái lúc này cần phải chấm dứt cái mạng sống này, chấm dứt chiếc xe cũ này, cái áo cũ này đi, rồi chúng ta sẽ có chiếc xe nhà mới. Cái này để ý, chứ người ta không học đạo là gần như thương người thân lắm rồi cứ giữ như vậy đó. Đó thì quý vị thấy rõ ràng là chúng ta không có tùy thuận chân lý, nên chúng ta mà chết đó là gì biết không? Như là quằn quại thị tịch nhá. Cái này nói thiệt à, quằn quại thị tịch. Còn Phật á, A La Hán á là cái gì? An nhiên, tùy thuận theo cái tuổi này đi, không có gì bực, không có gì mà bất an cái lúc mà đi hết. Còn chúng ta là kéo giữ lại mà đi là không chịu,
có nghĩa là rõ ràng chúng ta là quằn quại thị tịnh đấy. Là chúng ta không có tùy thuận chân lý. Đó là một cái nghĩa mà chúng ta gọi là niết bàn là gì, hay là đại niết bàn là gì ha. Một cái nghĩa thứ hai mà nó liên quan tới niết bàn cái vị trí này. Niết bàn là sự thanh tịnh, tịch tỉnh, bản nhiên. Hiểu một ý ha. Là niết bàn là sự thanh tịnh, tịch tỉnh, bản nhiên. Nó thường trú hiện hữu bất đoạn trong không gian vô tận, thời gian vô cùng. Nó thường trú hiện hữu bất đoạn, có nghĩa là không có chấm dứt á, trong không gian vô tận, thời gian vô cùng. Đó, cái từ niết bàn cái việc học giấy đó nó mới ra được niết bàn. Cái nghĩa đầu tiên của từ niết bàn trong đoạn này đó ha, là tính thanh tịnh, tịch tỉnh. Ở đây dàn gì à, niết bàn là sự thanh tịnh, tịch tỉnh, bản nhiên. Nó thường trú hiện hữu bất đoạn trong không gian vô tận, thời gian vô cùng. Thì ở đây quý vị trước tiên quý vị cảm học đạo á, xin nói quý vị ha, cái từ mà muốn hiểu cái từ niết bàn là gì, giải thoát là gì của đạo Phật á, không phải đợi sau khi chúng ta chết mới là có, mà chúng ta có thể kiểm chứng ngay bây giờ. Ngay bây giờ khi mà thấy kiểm chứng đúng thì chỉ bị đi. Thì cái trạng thái của niết bàn là gì? Là tịch tỉnh, vắng lặng. Thử coi một tuần ví dụ như 6 ngày cái bị đi đi làm công ty xí nghiệp, vô bạn bè nó tới nó lui xuôi ngược đi, nó gần cái đầu ngày nào nó bị stress hết. Cái ngày chủ nhật cái bị ở nhà không có ấy gì hết, không có giao tiếp bạn bè. Sáng cái bị uống một ly trà rồi cái bị ngồi rồi ngoài cái vườn cái bị thưởng thức những tiếng chim hót, gió mát này kia nọ. Cái bị sẽ cảm nhận được cái từ mà niết bàn của nhà Phật như thế nào. Cái từ niết bàn nhà Phật là diễn tả như nào? Là cái sự vắng lặng tất cả các phiền não. Cái lúc mà cái vị uống trà uống cà phê đó đó, có ai chập tức không? Có bị tham không? Ai dụ mình để đang lo cái chuyện tham ở tù gì không? Si thì khó phải hiểu. Rồi buồn giận thương sợ yêu ghét muốn nó vắng lặng hết. Cái trạng thái mà cái vị đang sống đó là cái vị đang ở trong niết bàn, ở trong tịnh độ. Hà nó đúng hơn là lúc đó là cái vị đã thành Phật rồi. Ghê chưa? Tại hồi giờ chưa ai dám xác nhận cái vị là thành Phật ngay cuộc đời này à. Cái từ dẫn thích cho kỹ nè, chứng minh cái vị thế này. Là cái từ Phật là cái từ gì? Tỉnh thức tỉnh giác thôi à. Mà tỉnh thức tỉnh giác ngay cái lúc mà nó không cho phiền não đi vào đó là gì? Là niết bàn, là Phật chứ gì nữa. Có gì đâu mà lạ. Tự hồi giờ cái nghĩa ông Phật là cái ông như thế này thế kia không, mà cái vị ngầu đó không à. Mà ở đây có nghĩa là cái vị có thể thành Phật, có thể sống trong niết bàn trong mỗi lúc mỗi thời gian như nãy nói nè. Nó tồn tại thường trú hiện hữu bất đoạn trong không gian vô tận, thời gian vô cùng. Cái vị mà trong đời này có duyên với đạo Phật mà cái vị không hưởng được cái niết bàn này đó, uổng dữ lắm, uổng một kiếp, phải nói là rất là uổng. Mà cái này là gần như ai cũng muốn trên cuộc đời này chúng ta có được cái tinh thần gì? An lạc hạnh phúc, mà gọi là niết bàn đấy. Nó dễ, rất là dễ. Bây giờ con thấy là cái niết bàn chúng ta hay là ông Phật của chúng ta gọi là gì? Hữu
dư y niết bàn hay là hữu dư y Phật. Còn cái ông Phật Thích Ca hồi xưa đó là gì? Vô dư y niết bàn, vô dư y Phật. Có nghĩa là ông Phật Thích Ca hồi xưa là ông niết bàn của ông hay là ông Phật của ông là vô tận. Còn chúng ta là hữu, là có lúc không. Cái lúc mà chưa ai gọi điện thoại chọc đó, cái trạng thái đang uống ly cà phê mà nó an lạc, nó không có gì phiền não á, thì ngay lúc đó thành Phật. Nhưng mà mới uống cái rồi ai đi ngang qua đá cái ly cà phê đổ xăng nổ lên là mắc ngay niết bàn, mắc ngay Phật. Dạy dựng nó lại, rớt xuống địa ngục cái đùng là phát hiện kịp, đi chế ly cà phê khác uống, đừng bực bội là trở về đâu, niết bàn lại. Thành Phật phải một cách đó. Phải làm sao mà cho cái ông Phật mình, ông phải hàng ngày ông phải lộ diện đó ngoài. Hả? Đúng rồi, mà nó là phải là tấm Phật á, không phải đợi tới ngày rằm tháng tư, mà tấm hàng ngày, hàng giờ, hàng phút, hàng giây ông Phật của mình á, để cho ông lộ ra. Mỗi lần mà tham sân si nổi lên nó dừng đi là tấm ông đấy, cho ông lộ đầu ra. Mà đúng hơn là trong kinh gọi là chúng ta cúng dường hằng hà sa Đức Phật đấy. Có nghĩa là mỗi lần mà ông Phật mà ông đang không bị phiền não đó, là chúng ta cúng ông Phật đó. Ha, là một bữa cúng dường rồi chúng ta có nghĩa là hàng ngày chúng ta 10 lần mà phiền não lên chúng ta diệt nó mất đi. Một ngày 100 lần chúng ta diệt 100 lần là chúng ta cúng bao nhiêu Đức Phật rồi. Chứ quý vị trong kinh Đức Phật ông nói là muốn thành Phật là gì? Phải cúng dường cái gì? Hàng hà sa Đức Phật mới được thành Phật. Chết. 2600 năm rồi mới có ông à. Cái kiểu này chắc tu cái kiểu này không biết bao giờ thành Phật mới được. Thì làm sao thành được? Hiểu có nghĩa đen thì không thể đợi 2000, 3000, 4000 gì lâu ông Phật anh cúng là không phải. Mà ở đây có nghĩa bấm, có nghĩa sau, có nghĩa kinh điển á, là chúng ta cúng cái ông Phật của mình á, hàng ngày, hàng giờ, hàng phút. Một ngày chúng ta có thể cúng hàng trăm, hàng ngàn ông Phật. Thì rõ ràng quý vị thấy cái phương pháp mà hiểu có nghĩa bóng, có nghĩa kinh điển, chúng ta có giá trị đó rồi. Và cái từ này đang giải thích ha, là nó thường trú hiện hữu bất đoạn bất không gian vô tận, thời gian vô cùng. Và ai hỏi cái niết bàn nằm ở đâu? Ở đây có ai tới niết bàn chưa? Vô, cái từ niết bàn là gì biết không? Vô tại, vô bất tại. Có nghĩa là nó có ở mọi lúc và nó không có ở mọi nơi. Có nghĩa là cũng cái ghế cái mình đang ngồi đó, đang ngồi nghe kinh là cái tâm nó không bị tham sân si bực ai, đúng không? Cái cô kế bên lấy cái bút của mình này mà không có hỏi á, nổi sẵn là gì? Rất đùng xuống địa ngục. Bò lên nha. Bò lên rồi làm sao trả lại niết bàn chứ? Ít nhất là đừng có địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, mà phải lên được nhân thiên. Đừng có bực bả nhiều, nhẹ nhẹ chút là đang rớt chờ cổ nhân của thiên đấy. Cố gắng mà đừng bật tốt nữa là quay lại đâu. Niết bàn. Cái niết bàn nó có ở mọi lúc, mọi nơi. Tùy mình mà niết bàn nó sẽ hiện ra. Trời ơi, học đạo nó sướng đến mức độ đó. Chứ không có nói, ráng đi, niệm Phật đi, tụng kinh đi, đợi về một cái thế giới nào đó. Rõ không? Cái niết bàn đó, cái giáo lý đó là thuộc cái loại cái gì? Tứ tất đàn là gì? Thế giới tất đàn, vị nhân tất đàn, đối trị tất đàn. Ba cái tất đàn đầu tiên là Đức Phật ông nói giỡn đấy. Chỉ có sư mà nói câu này nha, không ai nói câu này hết. Cái mà đệ nhất nghĩa tất đàn Đức Phật mới nói chính xác. Nói vậy có phải là sư tự bạc ra mà trúng à? Đức Phật gọi là phương tiện. Ai đọc Pháp Hoa rồi, đúng không? Phương tiện bày ra nhiều cái này cái kia để mà lâu người ta lên.
bao giờ mà Đức Phật nói là nói kinh Pháp Hoa Niết Bàn là chỉ mọi người ai cũng có thể thành Phật, trong mọi người là Phật rồi. Mà trong Pháp Hoa nghĩa là các vị đã, nó có ba trường hợp chỉ Phật ha, các vị đang thành Phật, các vị sẽ thành Phật và các vị đã thành Phật. Pháp Hoa nói đến mức độ đó, để nhận được không, hiểu không? Đang thành Phật là giờ chúng ta đang dương, có nghĩa đang phiền não nhiều quá, là giờ cố gắng mà giữ cho cái tâm nó yên lặng, nó bình yên, đó là chúng ta sẽ còn đang thành, có nghĩa đang ngồi này không có phiền não nào hết là đang thành Phật đấy. Đã thành Phật là hiểu nghĩa nào? Có nghĩa là Đức Phật nói tất cả chúng sanh đều gì? Đều là Phật, đều có Phật tánh hết rồi. Mà tại vì mình không có lấy cái đó ra xài, mà giờ mình để tham sân si nó bò bên ngoài, mình xài cái đó không à. Mà Đức Phật gọi là vọng tâm, không có sống với chánh tâm của mình, Phật tánh của mình. Nhớ ha, cái từ Niết Bàn này học Đại Bát Niết Bàn rồi không có đợi nha. Đợi một ngày nào đó nó về cái thế giới ở đợi chỗ nào, mà chúng ta làm sao thiết lập mà cũng không phải cầu nguyện ở đây nữa, tự mình lập ra thôi hà, tự mình tạo ra không. Không khéo á, quý vị học đạo mà không khéo là quý vị là cái người làm gọi là suy thoái Phật giáo. Hiểu có nghĩa là mọi thứ cầu nguyện nhờ thần thánh nhờ Phật không, đó là quý vị làm hư Phật giáo đấy. Cái giáo lý đó không phải của Phật giáo. Cái giáo lý mà chính thống Đức Phật nói nhân nào quả nấy, ai làm nhân nào thì người đó hưởng quả đó. Cái phát triển cái tư tưởng này, cái việc sống cái này, cái việc hướng dẫn người khác là cái việc đang phát triển Phật giáo đấy. Chứ để ý cái chỗ đó. À, thì cái này có nghĩa là đừng cái hỏi là Niết Bàn nó nằm chỗ nào, và chỗ nào là địa ngục, đừng hỏi chỗ đó. Các trại tù ở trên, nó có trên trần gian này, mà nó sẽ làm cho những người nào mà bị phạm luật á, thì gần như nghĩ có cái tù, biết nó nằm ở đâu và sợ cái tù đó. Còn cái người mà không có phạm tội á, gần người ta không có để ý tới cái tù nằm đâu, mà người ta cũng không nhán cái tù đó nữa, tại người ta không có tội, người ta không bắt vô đó. Cái địa ngục nó y chang như vậy đó. Khi bị nói là địa ngục ở đâu thì coi cái tâm cái gì đó nó nằm chỗ nào. Rồi khi bị thấy không? Học kinh Đại Bát Niết Bàn nó sướng đến mức độ đó, làm có kết quả ngay lập tức, không có đầu tư mà đợi nhiều đời nhiều kiếp mới hưởng được, mà cũng không có cái cầu nguyện nhân sinh đây. Cầu nguyện nhân sinh đó là cái gì? Thuốc giả đấy, uống riết bào tử không à. Cái việc làm cái đó xin nói là làm cực khổ mà không có công đấy, không có có thành tích đấy, không tạo cái nhân nào hết, không đoạn trừ tham sân si, mà ngồi đó cái cầu nguyện con gì của Phật công à. Cái việc nghĩ gì được không? Về trên đó là Phật ông sắp độn đi chỗ khác, không thể là cái bản chất mình hay kiếm người nói chuyện, không có người nói thì buồn, không kiếm chuyện thì ngày đó không có vui. Thì ổng cứ cầm lên nghiêm nghiêm lại, ổng khử ổng cũng không được, mà ổng không nói gì hết cũng chửi ông à. Nên yên tâm đi, không có đi đâu được đâu. Đó là một trong tứ tất đàn, nó trúng nha, nó đi mà nó dụ những thành phần là mới đi chùa, mới tập tu thì cái này nó có giá trị. Còn cái lớp, những cái lớp này là chúng ta phải học cái đó cho thông cái đó. Thì cái để ý dễ ồn mà cái cuộc đời này đó, cái vị tạo được, cái vị làm sao mà sống cảm nhận được, và phải có sự so sánh nha. Một ngày nào đó mà gần như không có ai gọi điện thoại mà nói chuyện phiền não của mình á, rồi cái ngày đó mình cũng không có buồn phiền này gì hết á, cái gì không có để ý. Chứ cái trạng thái đó
là nó rất là hạnh phúc, nó rất là an lạc. Quý vị thử đi, quý vị chưa bảo đảm quý vị đã sống với nó đó, mà quý vị không hiểu cái từ niết bàn là gì và quý vị không có cảm nhận được cái đó. Chứ có những trường hợp quý vị đã sống với nó rồi, quý vị đã ở trong niết bàn, quý vị thấy. Thế bây giờ quý vị muốn đi đâu nữa? Khi mà chúng ta không có nhiều chuyện rồi đó, thì gần những cái bà con nhiều chuyện kể tiếng đó, mình ngồi để mình chơi, mình là gần những nó không có đá nặng tới mình. Còn khi mà mình nhiều chuyện rồi đó, cái chuyện bên kia là ta nói nhỏ đã đành rồi, cái nhóm ta nói nhỏ đã đành rồi, mình còn đưa cái lỗ tai là nghe nó cái giống gì. Nhiều chuyện đến mức độ đó, cái phiền não mà mình đã đoạn trừ biết rồi, cái cảm giác mà khi còn phiền não nó khổ đau dữ lắm. Khi mà hết phiền não rồi đó, nó an lạc, niết bàn chúng ta nó an lạc lắm, thì chắc chắn cái việc sẽ không tham gia vào cái nhóm đó nha. Cái này là cái vị người tu sĩ, người tu là phải hưởng cho được. Ngay bây giờ, có ngay bây giờ đó mà. Đừng có nói ở đây này, mọi ở nó hiện hữu ở thời gian vô tận này, không gian vô cùng này. Người ta nói là xứ Mỹ này là thiên đường. Thiên đường mà dịch theo Phật giáo mình gọi là Niết Bàn đấy. Chắc chưa? Chắc chưa? Chưa à? Ở đây có gì khổ đau không? Có. Coi chừng, cái vật chất nó càng làm cho chúng ta khổ đau còn nhiều nếu chúng ta không tu tập. Chứ đừng có nói là cái xứ Mỹ này văn minh này kia nọ là chúng ta là đã là Niết Bàn đâu. Ừ. Thì cái từ Niết Bàn, cái từ mà địa ngục anh rất là dễ, mà chúng ta dễ sử dụng và chúng ta có thể kiểm chứng và cảm nhận được cái từ Niết Bàn hay là cái từ giải thoát của Đạo Phật. Thì cũng phải là có cái duyên. Cái chùa ở nó gần như là từ sáng tới chiều, gần như sự tích có tiếp cận ai nữa. Mà từ sáng tới chiều là cái mình nghe kinh là một, thứ hai là thiền định, là gần như cái hoàn cảnh bên ngoài mà đưa phiền não tới á là gần như là ít. Rồi cái nội bên trong của mình á, mình nhờ mình nghe kinh, mình thiền định nhiều á, là cái phiền não của mình nó giảm xuống, nó bớt đi, thì gần như sẽ cảm nhận rất là hạnh phúc. Mà nhiều lần sẽ nói là nó chết ngay bây giờ cũng ngon lành. Sướng à. Những cái trạng thái mà nó quan hỷ, nó an lạc mà nó là chết ngay bây giờ cũng thấy hạnh phúc. Cái đó là những cái mà sẽ nói là cảm nhận phải kiểm chứng cái Niết Bàn hay là cái của Đức Phật. Mình nói vậy có quá đáng hay không? Không có đâu. Cái Niết Bàn của Đức Phật Thích Ca nằm đâu? Thế giới ta bà, đúng không? Mà cái vị nó thôi, cái thời Đức Phật đó nó hiền rồi, nó không có nhiều chuyện như giờ, đúng không? Không à. Cái xã hội bên ngoài, cái thời xưa bây giờ giống như Trang vậy thôi. Hồi xưa có tranh nhau bởi quyền lực không? Trong kinh điển ghi rõ ràng mà. Thậm chí mình sẽ nói trong tăng đoàn Đức Phật có không? Thì bây giờ có không? Có hơn gì đâu. Đừng có nghĩ là, đừng có nói là hồi xưa gặp Đức Phật hay là cái thời đó dễ kiếm Niết Bàn hay dễ thành Phật, không phải đâu. Ngay bây giờ cũng y chang, cái hoàn cảnh bên ngoài là gần như giống nhau. Chỉ con cái nội tâm của chúng ta và Đức Phật nó khác nhau chỗ nào. Cái cấp thờ của Đức Phật là gần như cái phiền não trong Đức Phật không có, các vị là hắn không có. Còn bây giờ ở đây á, là chúng ta là gần như cái phiền não nó có. Tại mình chưa là A-la-hán. Không thì chưa A-la-hán, nhưng mà có là A-la gì đó. Thì mệt quá chịu không nổi A-la làng gì đó, cũng có A-la là được rồi. Không thì A-la-hán nó có nhiều lắm. Nó nhiều, nếu mà trong kinh điển đó, nó có nhiều cấp bậc. Chứ không phải là A-la-hán là nó có một cấp bậc đâu. Thậm chí mà cái vị nói bây giờ cái vị thành A-la-hán, cái vị tin không? Đó, chưa hiểu kinh điển nữa đó. Phật còn nói gì? Chúng ta là thành Phật còn chưa ngán, không có gì.
trong kinh Đại Bác, trong kinh Bách Hoa, Đức Phật nói là chúng ta sẽ thành Phật, đã thành Phật, đang thành Phật mà thành Phật còn còn cao hơn A La Hán nữa mà. Nhưng mà do chúng ta không có, có nghĩa là không có cái tỉnh thức nhiều, thành Phật thành A La Hán nhưng chập chờn, hên xui. Hên xui có nghĩa là không ai ghẹo mình đó, lúc đó hên là nó thành A La Hán là thành Phật, còn ai ghẹo là nó mắc trễ thôi, chứ không có gì khó hết ha. Ghi đi ha, là cái đoạn này đó cho quý vị thấy, người ta hỏi là Niết Bàn là gì hay là Đại Niết Bàn là gì đó, thì quý vị thấy chỗ này. Niết Bàn thường theo Phật giáo Nam Truyền đó, người ta nói là Niết Bàn là một cái chỗ nào gì gì trên nơi nào đó, hay là tịnh độ, về tịnh độ đó gọi là Niết Bàn của theo tiểu thừa. Còn theo đại thừa đó, cái từ Niết Bàn của Đức Phật là chúng ta phải tìm nó ở mọi lúc, mọi nơi, mọi chỗ, chỗ nào cũng có Niết Bàn và chỗ nào cũng có địa ngục. Hôm nay chúng ta học thêm cái đoạn này ha. Đó, quý vị hiểu hai từ Niết Bàn và Đại Niết Bàn ha, cho rõ ràng cái ý đó. Theo tiểu thừa có nghĩa là cái từ Niết Bàn là chúng ta phải đợi một một ngày nào đó trong tương lai mới có được cái Niết Bàn, hay là về một cái khu vực nào đó mới có Niết Bàn. Còn đại thừa là chúng ta chỉ cho chúng ta là tìm Niết Bàn ở mọi lúc, mọi nơi, chỉ cần chúng ta tỉnh thức, loại trừ không cho phiền não xảy ra, đó là chúng ta có Niết Bàn, có Phật. Sư đọc thêm và phân tích đoạn này. Trong các vị thuốc, vị đề hồ là đệ nhất, có khả năng trị bệnh nhiệt não, bất loạn tâm thần của chúng sanh. Cũng vậy, kinh Đại Bát Niết Bàn là đệ nhất, đem lại sự giải thoát cho tất cả mọi người. Đó, thì quay lại cái đoạn hồi nãy ha. Thường mà chỉ Niết Bàn theo Phật giáo Nam Truyền đó là chúng ta cần phải tu tập 37 pháp trợ đạo, chúng ta mới có Niết Bàn. Còn đại thừa á, người ta nó không cần tu kiểu đó. Cái từ Niết Bàn của Đạo Phật đây không phải áp dụng ở tứ diệu đế hay là bát chánh đạo gì hết, nhưng mà chỉ cần cái gì? Tỉnh thức và chánh niệm, đừng để phiền não xen vào, thì chúng ta có được Niết Bàn. Như chất bơ đủ có 8 vị, thì ở trong chất bơ, cái thời xưa Đức Phật cũng phân tích thì cái dinh dưỡng trong chất bơ nó rất là nhiều. Cũng vậy, kinh này cũng có 8 vị. Kinh Đại Bát Niết Bàn là có 8 vị. Thứ nhất là thường. Thường có nghĩa là nó gọi là, cái từ có nghĩa là thường, mà ngược lại gì? Là vô thường. Mà cái từ Niết Bàn ở đây đó, nó thường có nghĩa là nó không có diệt. Thì trong cái thời Đức Phật có Niết Bàn không? Thời này có Niết Bàn không? Và tương lai có Niết Bàn không? Thì cái từ Niết Bàn nó thường như vậy đó. Nó thường chứ không phải là thời Đức Phật mới có, bây giờ không có mà tương lai không có. Thì ở đây ai mà học một cái từ Phật á, nó có bốn cái trạng thái để chữ từ Phật là gì? Thường, lạc, ngã và tịnh. Nếu một vị Phật phải dựa trên bốn cái này mà cái từ Phật á là từ chung, mà cái từ, những cái từ mà chỉ cho từ Phật nữa là gì? Nếu mà để bắt cái bàn này giờ chỉ cho từ Phật là gì? Pháp thân, đúng rồi. Kinh Pháp Hoa. Chi kiến Phật. Ừ, là chỉ những cái từ Phật hay là cái từ gì? Phật tánh á, là cái từ đó. Trong kinh Viên Giác là từ gì? Như Lai Viên Giác Diệu Tâm. Ở trong duy thức cái đi học rồi là gì? A Lại Gia. Đó đấy, là tất cả những cái danh từ của các kinh đó đó được chỉ cho cái từ Phật. Mà tại vì Đức Phật mỗi bộ kinh Đức Phật sử dụng những cái từ khác nhau. Này cái vị nói sao mà khó mà nhiều chuyện vậy? Không phải, giống như hồi xưa mà sư chưa đi tu á, ở quê của sư gọi sư là tèo ha. Bây giờ đi tu về, nó nói ông sư,
Rồi bây giờ ví dụ như sư không sư học bằng cái bằng bác sĩ, nó gọi là cái gì? Bác sĩ tèo. Hoặc là giám đốc tèo, nếu mà làm giám đốc. Mà nếu mà thành Phật là Phật tèo. Nhưng mà quý vị thấy những cái danh từ nó tùy thuộc vào cái chức vụ nó kêu. Nhưng mà chỉ có một người đúng không? Cái từ Phật đó, nó chỉ có một thôi. Nhưng mà tùy cái bộ kinh Đức Phật sử dụng những cái danh từ khác nhau, được chưa? Chứ đừng có thắc mắc sao Phật nhiều chuyện quá. Đó là cái từ thường ha. Là cái gì? Cái bị đọc ở trong Bát Nhã đó là gì? Bát gì? Bát sanh, Bát diệt. Bát diệt là cái gì? Là thường đấy. Bát diệt là thường, nó ngược lại là thường. Bát cáo, lát nữa phần dưới này. Rồi bát sanh, bát diệt, bát cáo, bát tịnh là chỉ cho cái Phật tánh đó. Thì cái từ ở đây đó, cái từ mà từ Niết Bàn ở đây, quý vị học cho được 8 cái nghĩa này. Thứ nhất là thường. Cái từ Niết Bàn là thường trụ ở trong thế gian này. Mà đừng hỏi nó ở đâu, nó ở bất cứ chỗ nào. Chỗ nào cũng có Niết Bàn hết. Và nó tồn tại vĩnh cửu. Rồi cái từ tương tục, có nghĩa là cái từ thứ hai mà chỉ cho cái Niết Bàn đó là cái từ tương tục. Có nghĩa là nó vận hành liên tục, nó không có chấm dứt. Cái từ thứ ba mà để chỉ cho cái Niết Bàn nữa là từ an. Là khinh an đó, là an lạc đó, là hạnh phúc đó, là giải thoát đó. Thanh lương có nghĩa là khi cái nghĩa thứ tư đó là từ thanh lương mà chỉ Niết Bàn á. Thứ ba là cái từ an. Ừ, an có nghĩa là an lạc, là giải thoát, là Niết Bàn á. Cái từ thứ tư là thanh lương. Thanh lương có nghĩa là sự mát mẻ. Thì khi mà chúng ta có ai mà đã sống với cái tâm mà gọi là Phật hay là Niết Bàn rồi thì rõ ràng cái tâm chúng ta nó sẽ mát mẻ, nó không phiền não đấy. Nó phiền não lên thì bực bội rồi nóng nảy lên đó. Thứ tư là thanh lương ha. Thứ năm là không già. Là rõ ràng Phật đó là bất sanh. Bất sanh là bất cáo, bất tịnh á, bất tăng, bất giảm á, là không có già đó. Rồi không chết. Cái từ Niết Bàn ha là cái từ Phật á. Phật tánh chúng ta là không có chết. Không nhơ, bất sanh, bất cáo. Có cáo không? Vàng 4 số 9 rồi thì không thể làm cáo được. Hay là sử dụng cái từ có nghĩa là cái vũ trụ này nè, cái sự bình yên, cái sự song sáng của vũ trụ. Thì lúc nào đó là cái bản chất của vũ trụ. Nhưng mà chúng ta một ngày nào đó chúng ta làm cho cái bầu trời này nó đen nghịch đi nữa, nhưng mà khoảng thời gian nào đó thì toàn bộ cái đen đó nó cũng bị hóa giải đi, nó trả lại cái sự trong sáng bình yên cho vũ trụ. Thì cái từ gọi là bất cấu, là không nhơ. Cái từ tiếp theo mà chữ Niết Bàn đó là khoái lạc, là an lạc hạnh phúc đấy. Vì có 8 vị đặc điểm ấy nên được gọi là Đại Niết Bàn. Này Ca Diếp, người nào muốn ở trong Đại Niết Bàn mà Niết Bàn thì phải tu học rằng Như Lai thường trụ, Pháp thường tụ và Tăng thường trụ. Ha, cái vị quy y á, thường thường cái vị quy y á là đa số chúng ta quy là Tam Bảo Thế Gian. Có nghĩa là chúng ta đi vào nhìn trên cái ông Phật đó đó là Phật Bảo Thế Gian. Rồi á, chúng ta về học giáo lý kinh điển, những cái bộ kinh này nè, cái pho tượng kinh điển á, thì gọi là quy y Pháp Bảo. Rồi cái vị quy y với vị tăng, vị ni nào đó gọi là quy y Tăng Bảo. Mà ba cái đó gom lại gọi là Tam Bảo Trụ Trì Thế Gian. Quy y đó nó thấp hơn, có nghĩa là Đức Phật còn chỉ chúng ta là quy y, có nghĩa là Tam Bảo Xuất Thế Gian, hay là nhất quy y nhất Tam Bảo. Thì nó thuộc về cái gì? Là cái vị phải hiểu cho được
là Phật là thường trụ, Pháp là thường trụ, Tăng là thường trụ. Khi mà chúng ta hiểu cái vạn vật trên đời này nó thường trụ như vậy đó, là chúng ta đã ghi gì? Xuất thế gian tam bảo. Mà đây phân tích ha, có nghĩa là cái việc hiểu như thế nào gọi là Như Lai thường trụ, có nghĩa là Phật thường trụ á. Đức Phật chúng ta có ba cái thân, mà cái vị dành tháng tư vừa rồi mà cái vị đã đọc cái bài kệ gì đó, ngã kiên quán mộc chư Như Lai tịnh tý ra nhân công đất tụ gì đó, có nghĩa là bốn câu đầu đó là chỉ cho cái sự, mà cái sự đây là chỉ cho cái vị đang thực hiện hai cái thân đầu tiên của Đức Phật là gì? Ứng thân và báo thân. Hai cái thân này nó có hình tướng, nó là pháp hữu vi, thì nó có sanh có diệt nha. Cái bài kệ đó mà các vị tổ phân tích cho cái vị thấy là, cho cái vị thấy là có Đức Phật có ba cái thân, hay là chúng ta cũng có ba cái thân đó, mà cái bốn cái bài kệ đầu tiên là chỉ cho cái hai cái thân là ứng thân và báo thân. Mà ứng thân báo thân là thuộc pháp hữu vi, thì nó có sanh có già có bệnh có chết. Còn bốn câu kệ tiếp theo là gì? Tỳ gia thằng lý bất sanh, tha la thọ an bất diệt, bất sanh bất diệt lỗ bù đàm gì đó. Thì cái bài kệ này nó đi ngược lại, bốn câu này đi ngược lại cái bốn câu đầu tiên. Là ai mà nói á, Đức Phật mà sanh tại Ca Tỳ La Vệ đó, hay là Đức Phật mà nói, ai mà nói Đức Phật mà chết tại Câu Thi Na đó, thì cái người đó là không phải là đệ tử thân yêu của Đức Phật. Mà Đức Phật ví dụ giống như cái người đó cặp mắt bị bụi rớt vào con mắt á, thì nhìn nó không được rõ. Quý vị thấy nghịch đời chưa? Mà trên lịch sử thì Đức Phật Thích Ca chúng ta sanh đâu? Ca Tỳ La Vệ. Chết tại đâu? Cậu Thi Na. Mà các bài kệ rằng là Tỳ gia thành lý bất tần sanh, là không có sanh. Tha la tội danh bất tần diệt, không có chết. Vậy thì nó thấy nghịch chưa? Bốn câu này muốn nói cái thân nào? Pháp thân, cái Phật tánh mà chúng ta đang nghiên cứu này. Cái thân này gì? Bất sanh bất cấu bất tịnh, bất tịnh là nó thuộc cái pháp vô vi ha. Mà vô vi thì nó không có sanh, không có già, không có bệnh, không có chết. Thì ở đây quý vị có hiểu cho được này, Như Lai thường trụ là hiểu cái pháp thân, cái Phật tánh của chúng ta mới thường trụ. Thứ hai là pháp thường trụ. Pháp ở đây á, ví dụ như ba tạng kinh điển là kinh, luật và luận á, là nó thuộc pháp hữu vi, đúng không? Mà pháp hữu vi thì cái gì? Có sanh có diệt. Mà ở đây nó là pháp thường trụ là pháp nào? Vô vi. Mà vô vi ở đây là những cái đạo đức, cái chân lý của vũ trụ nha. Ba tạng kinh điển chúng ta là ở đâu? Đức Phật lấy từ đâu? Lấy tại những cái ý trong cái vũ trụ cuộc đời này, chân lý cuộc đời này, ổng mới nói ra những cái đó, chúng ta gọi là tam tạng kinh điển. Chứ cái đó nó có trong cái vũ trụ này, nó là cái pháp vô vi, nó tồn tại vĩnh cửu trong cuộc đời này. Thì chúng ta hiểu là pháp thường trụ, có nghĩa là chúng ta phải hiểu cho được là cái tánh thiện lúc nào nó cũng thắng cái tánh ác, cái chân lý lúc nào nó cũng thắng cái không chân lý. Thì những cái đó gọi là cái pháp. Những cái đó nó tồn tại, nó vĩnh cửu trong cuộc đời này, trong cái vũ trụ này, nó không có sanh và nó không có diệt. Đó là pháp thường trụ. Cái thứ ba là tăng thường trụ. Tăng thường trụ là tăng ni mà sanh ra rồi thọ giới, rồi cũng sanh cũng già cũng chết, là thuộc pháp gì? Hữu vi. Còn vậy là mà tăng mà pháp vô vi là gì? Là những người Phật tử, những vị tăng ni hiểu cho được Phật là bất sanh bất diệt, pháp là bất sanh bất diệt. Cái người mà nhận thức được như vậy đó, thì cái người đó gọi là tăng thường trụ.
diệt Phật không có sanh không diệt, rồi Pháp không sanh không diệt. Cái người hiểu như vậy đó là gọi là tăng, chứ không phải là tăng là cái người tăng ni nha. Tăng ni là thuộc Pháp vô vi, mà vô vi thì có sanh có diệt, được chưa? À, hữu vi có sanh có diệt. Thì bây giờ cái vị đó muốn hiểu được cái từ mà Phật Như Lai là thường trụ Pháp, thường trụ trang, thường trụ mà quý vị đọc trong Pháp Hoa là cái gì? Thập phương tam bảo thường trụ, là đó đấy. Ừ, chứ thường thường mình đọc cái đó là chúng ta không hiểu. Bạch Thế Tôn Ca Diếp thưa: công đức Như Lai không thể nghĩ bàn, pháp và tăng không thể nghĩ bàn, đại bát niết bàn cũng không thể nghĩ bàn. Người tu học kinh điển này là người được pháp môn tu chân chánh, có thể làm vị lương y trị lành bệnh khổ phiền não của chúng sanh trong ác thú. Nếu chưa tu học đại bát niết bàn đối với chân lý thì có mắt cũng như là không, vì người đó bị màn đen vô minh luôn luôn che trước mắt. Thì cái để rõ ràng ha, như bữa hổm mình cái đoạn trên đã nói á, khi mà chưa đọc kinh điển đến bàn á thì chúng ta có cái tư tưởng chờ đợi, mong đợi một cái thế giới nào đó, giống như chúng ta niệm A Di Đà thì chúng ta chờ về thế giới cực lạc. Còn khi mà đọc đại bát niết bàn rồi á, đại bát niết bàn dạy đó, chúng ta mất đi cái tư tưởng đó đi, có nghĩa là không còn hướng dẫn chúng ta chờ đợi một ngày nào đó, mà làm sao chúng ta ngay bây giờ chúng ta tạo cho được tịnh độ ở đây và niết bàn ở đây. Thì cái từ ở đây cũng y chang như vậy, nếu chưa tu đại bát niết bàn đối với chân lý dù có mắt cũng như một. Có nghĩa là đại bát niết bàn giúp cho chúng ta có cái nhìn ngay thực tế, tìm cho được niết bàn đang, chúng ta đang tắm trong nước ngọt mà chúng ta bị chết gì? Chết kha. Chúng ta đang sống trong niết bàn, trong gia đình rất là niết bàn, vợ đẹp, chồng dễ thương, con đáng yêu, ngôi nhà không có dột, có chiếc xe đi, mà không bao giờ cảm nhận được cái đó. Là quý vị đang sống trong những người thân yêu mà quý vị chỉ vương bên ngoài, quý vị tìm cái gì? Cái người Đức Phật dạy đó là chúng ta phải có thời gian, chúng ta phải cảm nhận cho được. Chúng ta có người vợ đẹp, người chồng dễ thương, cái ngôi nhà lành mạnh, chiếc xe đi, khi chúng ta sử dụng được cái đó, chúng ta cảm nhận được cái hạnh phúc đó đó, thì nó làm cho chúng ta ngay đời này sẽ sống rất là an lạc, mà chúng ta không cần vương bên ngoài nữa. Đó, được chưa? Hôm nay có lẽ chúng ta dừng cái xong cái phẩm này luôn ha. Rồi, hôm nay mình dừng ở đây. Phật hiện thân ở đời như hoa ưu đàm bát, vạn vật đều vô dạy cuối đừng quên, Phật hiện thân ở đời.